Theo các sơ thư, kỳ thi đình của Nguyễn không chia thứ bậc, chỉ xếp và theo thứ tự ai đỗ cao hơn thì được xếp bên trên. Trên tấm bìa đầu tiên thuộc hàng đầu trong những văn miếu có khắc tên 7 vị sĩ tiến sĩ đầu tiên trong kỳ thi năm 1822. Tên của tiến sĩ Nguyễn Ý được khắc trên cùng. Một số đại diện hội người cao tuổi ở thôn Văn La từng lặn lội và vào kinh thành Huế để tìm hiểu về cuộc đời của Nguyễn Ý cho biết. Cụ Nguyễn Ý làm đến chức biên tu, phụ trách Hàn Lâm Viện, ghi chép, biên tập và xuất bản văn thơ lịch sử. Sau 3 năm nhận được chức vụ này cũng mất do bị bệnh. Dán lại rồi, thịt gà. Bố xé cho hết cái chỗ thịt kia chưa? Ôi ơi, một ngày tắt ảnh. Khiêm tật bao nhiêu đấy mà một ngày hết? Một bát là ra hết. Gần là ra nửa bát thịt là hết. Chịu đấy. Mày là con lợn chứ mày là con mèo đâu. Mới được có 4 cân mốt thôi. Nào tụt rồi, bữa con cân 4 cân 3 mà. Còn có 4 cân mốt. May nó không hẹo đi chứ quả bả đi thì tí chết. Chà nó lắm. Đấy, nằm đu đưa, bố đu đưa cho. Tự ơi mày tính được chưa?